Em Thảo rất vui được gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Hôm nay thì em sẽ quay cái kho kéo cắt cành trên cao của bên cơ sở để gửi từ các bác làm vườn. Thì bên cơ sở em là bên cơ sở chính chuyên cung cấp về những cái dụng cụ làm nông nghiệp. Đấy, bên em nhận xỉ lẻ trên toàn quốc các bác nhé. Đây là cái mẫu kéo cắt cành trên cao của bên cơ sở em Thảo. Đấy, chứ các bác nhìn thì số lượng rất chi là nhiều. Hàng lúc nào cũng cập nhật để gửi từ các bác vặt nhãn, vặt bưởi trong cái vụ tới này. Thời điểm này thì các bác đang hái nhãn nhá. Em quay qua một chút về tổng thể kho, về tất cả những cái mẫu kéo đây. Đây là cái mẫu kéo buddy cao cấp. À đây là mẫu kéo kéo 3m. 3m là giá rẻ 550. Đây là mẫu kéo buddy cao cấp này. Đấy. Và đây là mẫu Santa cao cấp này. Santa. Những cái hàng này nó chỉ có 3m nhá. Và cái khối bên này thì sẽ có từ 1,5m tới 4-5m này. Rất đầy đủ. Như hôm nay thì ở cái video này thì em chỉ quay chi tiết một chút về kho thôi, bởi vì rất nhiều bác đang quan tâm tới tổng thể những cái mẫu kéo. Đây là những cái mẫu kéo 4m cao cấp, lưỡi 5 phân này, lưỡi 7 phân này, lưỡi 7 phân này, lưỡi 5, lưỡi 7 nha các bác nhá. Đây là cái mẫu kéo Trung Quốc giá rẻ này. Cái mẫu này có 450 một cái, 450. Còn có những cái kéo chỉ có 250 thôi, 250, 300. Đây, kéo 1m. Còn đây là cái lô kéo 4-5m của cái hàng Đài Loan, công nghệ Hàn Quốc. Còn trong này là những cái thùng kéo, những cái thùng kéo nhỏ. Đấy, và bây giờ em cầm luôn một cái chiếc kéo 4m này ra em test thử vặt nhãn để các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Và cũng hướng dẫn các bác cái cách sử dụng luôn. Sau đó cũng báo giá luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Đấy. Cầm hai cái luôn nhỉ, để các bác nhà mình xem được chi tiết. Trang cầm đây này. Em cầm hai cái luôn nhé. Sau đó chi tiết từng mẫu một để các bác thì mình được biết. Ví dụ như cái kéo này này, rất chi là tốt nhé. Giá 550, giá miễn phí ship này các bác này. Mỗi một kéo đi theo một lưỡi cưa. Còn đây là cái kéo lưỡi dài. Nhà em có tổng thể hàng trên chục mẫu kéo nhé, các cành trên cao khác nhau. Hẹn các bác vào ngày mai thì em sẽ đi cắt và test thử từng mẫu một để các bác nhà mình nắm bắt được. Đây, đây là cái vườn nhãn em. Các bác đang vào thời điểm vặt nhãn, chắc chắn là bác nào cũng đang muốn tham khảo một cái kéo thật tốt. Đấy, em sẽ test thử luôn cái dòng kéo 4m nhé. Chủ yếu các bác dùng kéo 4m. Đấy, em sẽ cắt cái chùm này nhãn ở trên cao này nhá. Đây, các bác nhìn đây là cái bùm nhãn cho này, lấp lá nó cũng không được sai mấy. Đây là mẫu kéo 4m này các bác này. Đây là mẫu kéo 4m mà em đang vặt nhãn nhé. Đấy, em sẽ cắt thử đến chùm nhãn bằng cái kéo này. Nó dễ sử dụng lắm các bác ạ. Rất chi là dễ sử dụng nhé. Các bác có thể cắt ở mọi vị trí được. Đầu tiên em cắt thử một cái chùm mà nhỏ nhỏ này. Đấy, em đang cắt nhãn thì em nghĩ ngay là làm một cái video để các bác nhìn mình được xem cách vặt quả, hái quả trên cao. Các bác không cần trèo cây nhé, nhất là các bác lớn tuổi không nên trèo cây. Chiếc kéo này thì các bác có thể đứng ở dưới. Cái này là vặt được cành khá là to đấy nha các bác nhé. Cái này thì các bác sẽ không phải mắc cành rồi. Để cắt cái cành trên cao hẳn này. Cái này dễ sử dụng lắm. Và tùy thuộc theo mức độ nhé. Các bác sử dụng ở mức độ 3m, 4m và 5m, cái cành nó vướng như thế. Rồi, em đặt chùm khác nhé. Em đặt cái chùm bên dưới này. Còn cái chùm xưa kìa. Cái chùm xưa kìa. Đặt chùm khác. Dễ dàng lắm các bác nhé. Và em chi tiết tới các bác cái cách dùng cái kéo này. Đây là cái kéo em đang sử dụng, cái kéo 4m. Và em chưa kéo dài hết tầm đâu. Để mà kẹp được quả nhá, đầu tiên đây là cái phần lưỡi vàng. Đấy, các bác hãy gục bên dưới như này để kẹp quả này. Còn cái phần bên trên này là cái phần tỉa cành cho nó rơi trực tiếp đây. Lưỡi đen hết nhá, đây là cái lưỡi 5 phân. Đấy, các bác lưu ý cách dùng nhá. Cái kéo nó có hai lưỡi. Đấy, các bác mà muốn thu về
thì các bác hãy kéo vào đây, đây nhấn ở đây, các bác sẽ nhấn ở đây này, nhấn ở đây để thu chiếc kéo này về nhá. Đấy, sai lầm là vừa lấy vặt này. Đấy, lẽ ra nếu như vặt ở mức độ thấp như vừa lấy thì chỉ kéo cái lớp ở bên trên này thôi các bác ạ. Mỗi một cái khe này nó sẽ có một cái lẫy chốt, các bác thấy không, các bác chỉ cần kéo như này. Đấy, rất chi là dễ sử dụng nhá. Đây là cái tầm cao hết cỡ. Và nếu như các bác mà muốn tỉa cành ở trên đỉnh ngọn này cũng rất chi là dễ. Một cái kéo này thì nó có nhiều chức năng để cho các bác sử dụng. Đấy, rất chi là dễ này các bác nhá. Dùng xong các bác kéo hết lại chiếc kéo, ấn vào đây, thu vào hết tầm. Đấy là em đã thu lại hết tầm của chiếc kéo 4m. Và em sẽ chi tiết một chút về cái mẫu kéo lưỡi 4 và lưỡi 5 và báo giá để các bác thì mình nắm bắt được. Cái lưỡi này lưỡi kéo 4, lưỡi 5cm này. Đấy, còn lưỡi này là lưỡi 7cm này. Cái mẫu kéo này như các bác nhìn nhà em sử dụng tới 5-6 năm rồi. Nó rất chỉ ok nè các bác nhé, vô cùng là khỏe. Và cái chất liệu nhôm thì như các bác nhìn thì có thấy nó khác nhau chút nào không ạ? Đây là cái nhôm của cái giá đắt hơn 50.000. Cái nhôm này rẻ hơn 50.000. Và với cái đầu kéo của nó thì các bác hãy quan sát thật kỹ trước khi mua nhá. Đây các bác này, các bác quan sát thật kỹ. Cái mẫu này của hãng 4m nó đang là 800.000 miễn phí ship. Còn cái hãng này nó là 850.000, hàng Đài Loan công nghệ Hàn Quốc các bác nhá. Đấy thì cái video này thì em cũng vừa mới cắt nhãn và chi tiết tới các bác cái mẫu kéo cắt cành trên cao. Rất cảm ơn là các bác ủng hộ cơ sở em rất nhiều. Các bác mà đang quan tâm đến mẫu kéo cắt cành này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Em sẽ tư vấn các bác nhé. Và bên cơ sở em nhận gửi đến tận nhà và miễn phí ship tới tận tay các bác. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hàng tới nhà các bác bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhé. Đấy, hai cái lẫy rút của em lại quay lại một lần để cho các bác xem. Rất chi là chắc khỏe nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.